Nhiều tỉnh thành trên cả nước đã đón học sinh cấp mầm non và tiểu học trở lại trường học trực tiếp. Đây là hai nhóm tuổi cần sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt. Vậy để vừa đảm bảo chất lượng giáo dục, vừa thực hiện phòng chống dịch trong trường học an toàn, các trường cần phải chú ý những vấn đề gì trong thời gian tới. Mời quý vị cùng theo dõi. Ông Thái Văn Tài, vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện nay các địa phương có những kịch bản, các nhà trường đã có phương án cụ thể để đón học sinh trở lại. Nhưng có một số đối tượng rất đặc biệt. Năm nay là học sinh lớp 1, lớp 2. Các em chưa được chuẩn bị những kỹ năng và tâm thế ban đầu để cho ngày khai trường, ngày tự trường với những tiết học trực tiếp. Vì vậy, trong thời gian vừa qua, các nhà trường thực hiện linh hoạt các phương án tổ chức dạy học, đáp ứng kiến thức và năng lực cốt lõi. Khi học trực tiếp trở lại, nhiệm vụ của nhà trường là phải bù đắp tốt các kỹ năng, những việc mà nhà trường chưa làm được khi học trực tuyến. Ông Tài cho biết, chúng ta phải kế thừa những hình thức thói quen học tập trong những ngày đầu tiên để các em có thể tiếp cận một cách tự nhiên. bên cạnh đó, tăng thời gian để hướng dẫn các em kỹ năng ban đầu khi học trực tiếp ở nhà trường. những việc rất nhỏ như tìm hiểu các công năng sử dụng của lớp học, khu vệ sinh, kỹ năng giao tiếp với bạn bè, thầy cô, thực hiện nguyên tắc nằm k vân vân. đây là những việc học trực tiếp ban đầu cần uống nắng và hướng dẫn để các em làm quen sau đó chúng ta cần phải có hình thức kiểm tra trực tiếp đối với từng em để phát hiện trong lớp cần bù đắp thêm những lượng kiến thức nào từ đó có sự phối hợp với phụ huynh học sinh chọn những hình thức giao bài tăng cường cho học sinh phù hợp về khung thời gian năm học theo ông tài khung thời gian năm học linh hoạt là điều cần thiết để đáp ứng được mục tiêu chất lượng đảm bảo em nào cũng đạt chất lượng theo mục tiêu yêu cầu đề ra đối với bậc tiểu học thực chất linh hoạt trên quy mô nhỏ nhất và kiên trì mục tiêu chất lượng là mục tiêu số một Bên cạnh đó, cũng phải tính toán để khung thời gian này khi kết thúc tạo nên một thời gian nghỉ vừa phải để chuẩn bị cho một năm học mới đúng tiến độ của khung thời gian năm học bình thường. Do đó, các nhà trường, thầy cô phải tính toán cụ thể để ưu tiên số 1 là mục tiêu chất lượng, mục tiêu 2 là có một khoảng thời gian để chúng ta kết thúc năm học để chuẩn bị sẵn sàng và có đủ thời gian các thầy cô giáo thực hiện các lớp tập huấn công tác chuẩn bị cho năm học mới phù hợp. liên quan đến kế hoạch triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 14 tháng 2, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 970.000 trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, qua nhận định của các chuyên gia y tế vẫn còn rất sớm để nói về tác động nặng hay nhẹ của covid-19 đối với trẻ em. Tuy nhiên qua theo dõi các trẻ mắc covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh thường không có diễn tiến nặng và tỷ lệ tử vong ít hơn so với người lớn. Bà Mai cho biết thêm, tuy vậy chúng ta cần phải cảnh giác đối với nhóm trẻ suy dinh dưỡng, vì hay miễn dịch kém cũng như những trẻ béo phì và có bệnh nền. Do đó phụ huynh cần cân nhắc tiêm vaccine cho các con ngay khi đến lượt để tạo miễn dịch tốt đồng thời thực hiện các biện pháp phòng dịch tốt cho trẻ. Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm cho biết, hiện tại Bộ Y tế chưa có hướng dẫn chính thức về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Tuy nhiên, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch tiêm cho trẻ từ 5 tới 11 tuổi, để khi Bộ Y tế có hướng dẫn sẽ triển khai ngay. Theo đó, dự kiến thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 970.000 trẻ từ năm tới 11 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có 950.000 trẻ đang đi học và 20.000 trẻ chưa đi học. Dự kiến thành phố sẽ tiêm mũi 1 trong vòng 30 ngày và mũi 2 là 30 ngày, khoảng cách giữa hai mũi theo quy định của Bộ Y tế. Ông Nguyễn Hồng Tâm nói, trong khi đợi Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể và Ủy ban Nhân dân thành phố có kế hoạch, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tập huấn hướng, hướng dẫn các địa phương giám sát tiêm chủng, bảo quản vaccine, xử lý các tình huống để chuẩn bị tốt nhất việc tiêm vaccine cho trẻ khi triển khai công tác này. Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm nhấn mạnh, việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ phải có sự đồng ý của phụ huynh và hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện. Trường hợp gia đình trẻ không đồng ý, về nguyên tắc trẻ vẫn đi học bình thường, Ngành y tế cố gắng cùng địa phương, nhà trường để vận động, thuyết phục phụ huynh cho trẻ tiêm vaccine phòng COVID-19 để bảo vệ tốt nhất cho trẻ. Trong bối cảnh trẻ em ở mọi độ tuổi đang hoặc sắp quay trở lại trường học, nhiều phụ huynh vẫn còn quan ngại trước tình hình dịch COVID-19, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, các bác sĩ nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà đã đưa ra những điều và dấu hiệu cần lưu ý khi chăm sóc trẻ là F0. Theo các bác sĩ, nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà, chăm sóc trẻ là F0 điều trị tại nhà cần lưu ý. Đảm bảo vấn đề dinh dưỡng cho trẻ là vấn đề hàng đầu cần quan tâm. Chia nhỏ bữa ăn, ăn thành nhiều bữa, lựa chọn thực phẩm lỏng, dễ tiêu, giàu năng lượng. Đảm bảo bù đủ nước, điện giải cho trẻ trong trường hợp trẻ có sốt cao, liên tục có thể bổ sung oxyron, một số nước hòa quả. Trẻ trong độ tuổi bú mẹ thì cho bú mẹ nhiều hơn dùng thuốc hạ sốt theo đúng liều lượng và khoảng thời gian, mặc quần áo thoáng, bỏ bỉm khi trẻ sốt, vệ sinh mũi hàng ngày và vệ sinh thân thể sạch sẽ. Có những dấu hiệu cần theo dõi, theo dõi nhiệt độ ngày 2 lần khi sốt, khi lại những diễn biến thời gian dùng hạ sốt, nhiệt độ khi sốt, liều lượng thuốc hạ sốt. Theo dõi và ghi lại nhịp thở khi ngủ 2 đến 3 lần một ngày. Theo dõi SPO2 2 lần một ngày nếu có máy. Quan sát trẻ ăn, trẻ chơi xem có dấu hiệu gì bất thường hay không. Những dấu hiệu cần báo nhân viên y tế Sốt cao liên tục trên 39 độ C Thuốc hạ sốt không có tác dụng sau khoảng 1 đến 2 giờ sử dụng. Sốt cao qua 48 giờ, mệt nhiều, ăn uống bú kém hơn. Thở nhanh, trẻ dưới 2 tháng trên 60 lần một phút, 2 đến 11 tháng trên 50 lần một phút, 1 đến 5 tuổi trên 40 lần một phút và lớn hơn 5 tuổi là trên 30 lần một phút. SpO2 bé hơn 96% ho cơn dài với trẻ lớn có triệu chứng tức ngực, khó thở, trẻ ít chơi, quấy khóc nhiều. Và một số lưu ý khác, tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc kháng sinh, chống viêm không có chỉ định với COVID-19 mức độ nhẹ, không bội nhiễm, không được chủ quan với các dấu hiệu bất thường của bệnh, không sử dụng các thuốc sách tay, các thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc chưa được cấp phép, thuốc không có trong khuyến cáo điều trị của Bộ Y tế Việt Nam. Phần lớn trẻ mắc COVID-19 không triệu chứng hoặc chủ yếu là các triệu chứng ở mức độ nhẹ và hoàn toàn có thể chữa trị được. Do đó với những hướng dẫn trên, chúng tôi hy vọng có thể giúp các bậc cha mẹ bớt đi phần nào nỗi lo lắng nếu con em mình không may trở thành F0. Bác sĩ nhi khoa Nguyễn Mạnh Cường đã đưa ra một số lời khuyên cũng như hướng dẫn cho các bậc phụ huynh phòng tránh COVID-19 cho trẻ. Thứ nhất, không đưa trẻ đến trường nếu phụ huynh hoặc trẻ là F0, F1 đang trong thời gian cách ly tại nhà và bé có biểu hiện sốt, ho, khó thở vân vân. Phụ huynh phải thường xuyên liên lạc với chủ nhiệm lớp và hội trưởng hội phụ huynh để nắm tình hình dịch bệnh ở trường. Thứ hai, đeo khẩu trang cho phụ huynh và cho trẻ. Phụ huynh nên chuẩn bị khẩu trang dự phòng cho con để thay thế khi cần thiết, đồng thời dặn con luôn đeo khẩu trang đúng cách khi ở trường. Thứ ba, hướng dẫn trẻ rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn vào các thời điểm. Trước khi đến trường, sau khi về nhà, sau khi tay bẩn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Rửa tay theo hướng dẫn của nhân viên nhà trường. Lưu ý nên trang bị cho bé thêm dung dịch sát khuẩn mang theo khi đến trường. Thứ tư, dặn con súc miệng và xịt mũi bằng nước muối thường xuyên. Bố mẹ có thể chuẩn bị pha sẵn các chai nước muối để con mang đến trường, hoặc cũng có thể chuẩn bị các lọ xịt hồng, nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý 5-6 lần một ngày để làm sạch, làm ẩm niềm mặt mũi. Thứ năm, Đảm bảo con có chế độ ăn uống, ngủ nghỉ và thể dục hợp lý để con có sức khỏe kháng tốt chống lại COVID-19. Bé phải được ăn uống hợp lý, bố mẹ có thể tham khảo thực đơn dinh dưỡng của bác sĩ. Ngoài ra, phụ huynh hướng dẫn con tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày, duy trì thể lực tốt. Trẻ phải được ngủ đúng giờ, không thức quá 11 giờ gây ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thứ sáu, kiểm tra giám sát sức khỏe của trẻ thường xuyên. Đo nhiệt độ cho con 2 lần một ngày, mỗi lần đo ở nhiệt kế trong 5 phút đo SpO2 hai lần một ngày, trẻ nhỏ nên đo ngón chân cái nếu ngón tay không đo được. Thứ bảy, giữ khoảng cách giữa các con, phụ huynh và giáo viên dặn dò hướng dẫn các bé trong lớp học cần ngồi đúng khoảng cách, đảm bảo an toàn và học hiệu quả, tránh để các con chơi đùa mệt quá dẫn đến tháo khẩu trang trong khi chơi đùa. Thứ tám hạn chế trẻ tiếp xúc dùng chung các đồ vật bố mẹ nên chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập, các vật dụng cá nhân, tránh tình trạng thiếu dẫn đến con phải mượn bạn và dụ chung. Hướng dẫn trẻ bỏ các thói quen xấu như cắn ngậm bút khi học, không đưa tay lên mũi miệng. Sát trùng mặt bàn học và các dụng cụ học tập. Thay quần áo mỗi ngày khi con đi học về. Thứ 9, phụ huynh phải phối hợp với nhà trường, gia đình cần thực hiện những hướng dẫn của nhà trường trong phòng chống dịch COVID-19. Và thứ 10, đưa bé đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ và đúng độ tuổi theo yêu cầu nhà trường và y tế địa phương.